Chào các bạn nha, hôm nay mình làm cái clip giới thiệu cái bẫy chuột thông minh bên mình á. Thì nói chung là cái bẫy chuột thông minh thì bắt chuột nó hiệu quả lắm nha các bạn. Sự là nói chung là giống mình bẫy mà giống như không bẫy vậy. Mình cứ để đại đó à, tự nó chung vô rồi nó dính thôi nha các bạn. Như các bạn xem cái đống này của mình làm cái mình đổ ở đây nè các bạn. Cái tự nó chung vô rồi, không có ông rắn mối chung vô chết nào giờ. Chuột nó chung vô tự chết luôn các bạn. Này, 4-5 con vô chỗ. Đây con. Cái tập tính của con chuột các bạn là nó lục lọi này kia đó. Bạn mà để cái bẫy này ở trong cái tủ chén đũa hay tủ dưới cái bếp, dưới cái kệ bếp của mình á, là tự nó tối cái nó đi kiếm đồ ăn, cái nó thấy cái nó lục lọi là tự nó chui vô, mà chui vô là ra không được nha các bạn. Cái bẫy này thiết kế nè, cái này ngăn vô nè, đường vô nè, vô nó vô trong đây ha, rồi xong rồi nó có cái đường nó qua cái ngăn bên đây nè, cái đường này ngăn đây mà đã qua bên đây thì không có trở lại được nha các bạn đó. Bởi vì nó vô đây là dính luôn, nó chết mình không để ý, chết một đống này nè. Này có mình có hai cỡ nha các bạn, cái cỡ ngắn thì nó dài 38 cm đó. Còn cái cỡ bự nè dài 45 cm, mà cái chiều ngang nó lại bự hơn nha các bạn, vừa chiều dài nó vừa dài hơn mà chiều ngang nó bự hơn nữa. Cái này mà anh em nào mà bán tạp hóa nè, rồi bán đồ ở chợ nè, rồi sạp quần áo đồ nè, nói chung là tiệm bánh đồ đó, tiệm cơm đồ đó, là cực kỳ hiệu quả luôn. Anh em cứ để nó trong góc nào cái 2-3 bữa thu hoạch một lần đem ra bỏ nha bạn, vứt vứt cho chuột chết. Rồi anh em nào cần cái lồng bẫy chuột thông minh này thì cứ liên hệ mình nha. Số điện thoại mình là 0936059090. Số đó mình xài Zalo nha anh em. Anh em cứ kiếm Zalo số đó là nhắn tin trực tiếp là mình trả lời cho anh em rất là nhanh. Zalo mình tên là Cao Phát nha anh em. Chào tất cả anh em.